khô bò ở đây không? Dạ không, của con chỉ phô mai với xúc xích thôi. Thử lắm mấy anh chị ơi. Hủ lắm mấy anh chị ơi. Em ơi, qua đây ngồi ghế ăn đi con. Qua đây ngồi đi con. Qua ghế ngồi này. Ghế ơi, qua đây ngồi đi con.